Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trong cái chương trình tuyên truyền truyền thông về phòng tránh tệ nạn lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em. Và video này thì tôi sẽ nói về cái nhóm nguyên tắc số 3, đó là nhóm nguyên tắc ứng phó với hậu quả lâu dài. Ứng phó với hậu quả lâu dài là như thế nào? Tức là tôi đặt vấn đề là sau khi mà cái vụ việc đã được xử lý xong về mặt pháp lý, hoặc là vẫn tiếp tục đang đấu tranh, đúng không? Và cái tình trạng kết quả đó là cái gì đi chăng nữa, bảo vệ công lý được hay không bảo vệ công lý được, hay là như thế nào đấy, phụ thuộc vào phán quyết của cơ quan điều tra, viện kiểm sát hay tòa án, thì chúng ta vẫn phải xử lý một vấn đề, đó chính là khắc phục cái tình trạng hậu quả dành cho cái đối tượng bị xâm hại, đúng không ạ? Tức là sao? Tức là cha mẹ tiếp tục giúp con cái phục hồi chấn thương tâm lý. Ở đây thì tôi nói rằng là cái chấn thương tâm lý là một cái chấn thương rất là dai dẳng, rất là đau đớn và cũng rất là khó để chữa lành. Vì vậy, cái việc này chúng ta cần phải có thời gian, cần phải có tiền bạc, cần phải có sự trợ giúp của người thân, của các chuyên gia để giảm bớt cái sự chấn thương này, hoặc là thậm chí là đưa cái người bị hại trở lại cái cuộc sống bình thường, không bị những các áp lực về mặt tâm lý nữa, đúng không? Tôi được biết là có những câu chuyện là sau khi mà các con bị xâm hại, đúng không ạ? Thì trên báo chí họ có đưa tin đấy, là các con bị xâm hại thì gia đình không tin. Gia đình không tin thì con cái bị coi thường như là bình thường thôi. Thậm chí là bảo là còn mắng con, đúng không ạ? Và đứa trẻ trở nên bị uất ức, rồi nó bị thần kinh, mà mình hay gọi là bị dở hơi đấy. Thì đó chính là do chấn thương về tâm lý. Thì chúng ta cần phải hết sức chú trọng cái điều này. Nhẹ thì có thể là một số những cái chấn thương tâm lý nhẹ, còn nếu mà nặng thì nó sẽ dẫn tới những cái bệnh rất nặng như chúng ta gọi là bệnh thần kinh đấy, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta cần phải quan tâm và lắng nghe đến cái lời khuyên của bác sĩ tâm lý, các cái chuyên gia tâm lý để có được cái kết quả điều trị tốt nhất cho con trẻ, hoặc thậm chí là chúng ta phải đưa con đến các cái phòng khám, gặp các bác sĩ chuyên khoa về tâm lý để được điều trị, để được tư vấn và hỗ trợ. Đây là một cái nguyên tắc quan trọng mà phụ huynh nên quan tâm đặc biệt, vì đôi khi là chúng ta không có đủ tri thức, không có đủ kinh nghiệm để xử lý những cái vấn đề liên quan đến bệnh lý về tâm lý, người ta gọi là các bệnh lý về thần kinh. Thì như vậy là chúng ta sẽ có thể rất nhiều các phụ huynh là không có các kiến thức và các kỹ năng cần thiết, được chưa ạ? Rất có thể như thế nó sẽ dẫn đến cái tình trạng thêm tồi tệ nếu mà chúng ta không xử lý đúng, không xử lý nhanh, không xử lý chuẩn ngay từ đầu. Ok. Cái nguyên tắc tiếp theo trong cái nhóm khắc phục hậu quả ở đây là chúng ta cần phải trò chuyện với con trẻ nhiều hơn về học tập, về cuộc sống, về tình yêu thương, về lòng tin, về sự tha thứ, đúng không ạ? Và những cái điều tốt đẹp có thể xảy đến trong cuộc sống, trong tương lai của chúng ta, để giúp cho con trẻ có cái niềm tin trở lại và mong chờ vào những điều tốt đẹp. Bởi vì thực tế là xã hội thì vẫn còn rất nhiều người tốt và cũng có rất nhiều thứ mà chúng ta vươn lên để đạt được, chứ không phải là chúng ta đắm chìm trong nỗi hoảng loạn, nỗi sợ hãi và cái sự tự ti về bản thân đã bị xâm hại như vậy. Tôi nghĩ rằng là dù bị nặng hay bị nhẹ, luôn luôn có những cái chấn thương về mặt tâm lý đối với con trẻ, chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ. Cái lời khuyên tiếp theo đó chính là chúng ta cũng cần phải lường trước hết được những cái khó khăn trong cái quá trình con trẻ học tập, sinh hoạt, giao lưu với bạn bè và cộng đồng người thân trong cái khu phố của mình, vân vân, làng xóm của mình. Phụ huynh nên trao đổi với nhà trường, nên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, nên trao đổi với các cái phụ huynh khác nếu có, để mà giúp cho con có được cái môi trường hòa nhập tốt nhất, đúng không ạ? Kiểm tra và giáo dục giúp con để kiểm soát cái mối quan hệ của con, để mà cải thiện được cái tình trạng quan hệ của con đối với bạn bè, để giúp con tự tin hơn, cởi mở hơn, có cái lòng tin vào cuộc sống nhiều hơn, được chưa ạ? Và cũng tiếp tục là phải loại trừ đi những cái tình huống nguy hiểm, hoặc là những tình huống có thể dẫn đến nguy hiểm để gây ra những cái tổn thương tâm lý tiếp theo. Bởi vì con trẻ thì các bạn khác, các bạn ấy có thể trêu, có thể ghẹo và khiến cho con của chúng ta sẽ bị tổn thương tâm lý nặng hơn nếu mà gặp những cái tình huống nó vấp phải như thế trong cuộc sống. Thì ý tôi muốn nói là phải lường được hết những việc đó. Phụ huynh khi mà có con trong cái tình trạng như vậy thì thực sự là rất vất vả, rất mệt mỏi, rất tốn kém mà rất là thương con, nhưng không có cách nào khác, đúng không ạ? Đây là cái giải pháp mà chúng ta phải làm, với mong muốn là mẹ con hay là gia đình không phải dắt díu nhau đi cái chỗ khác tha hương cầu thực,
hoặc thậm chí là ra nước ngoài sống, đúng không? Có thể sống ngay được ở trên quê hương của mình nếu được hoặc là nếu muốn. Đấy, thì phụ huynh và những người quan tâm, những cái người có trách nhiệm như hàng xóm, như nhà trường, như là khu phố, xã hội cũng phải hết sức là hết mức là yêu thương và quan tâm đến gia đình bị hại và các nạn nhân bị hại, tất nhiên theo một cách rất là tích cực, rất là hòa đồng, rất là yêu thương, chứ không phải là như kiểu thương hại, ném cho người ta một cái ánh nhìn đầy thương hại, đầy cảm thông, thì người ta sẽ không muốn được đối xử như vậy. Hãy đối xử với người ta như những người bình thường và yêu thương bao la hơn một chút thì chúng ta sẽ có được kết quả tích cực, đúng không ạ? Người ta nói rằng cái câu là cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim, thì tôi cũng tin rằng là cái chuyện tình cảm như vậy sẽ giúp cho con trẻ và giúp cho gia đình sẽ khắc phục được hậu quả một phần nào đó hoặc là khắc phục hoàn toàn thì rất là tuyệt vời. Và chỉ có tình yêu, sự giáo dục đúng đắn, sự quan tâm một cách thường xuyên và chi tiết thì mới đem lại cái cơ hội và cái sự tiến triển trong cái quá trình xử lý bệnh lý, đặc biệt là liên quan đến chấn thương và tâm lý cho con trẻ, để giúp cho con trẻ và gia đình có thể vượt lên số phận và tái hòa nhập với cộng đồng một cách tốt nhất, thậm chí là coi như không có vấn đề gì xảy ra cả. Thì tôi cũng vừa trình bày với các anh chị một số những cái nguyên tắc, những cái lời khuyên thuộc cái nhóm nguyên tắc là ứng phó với hậu quả lâu dài. Trên đây cũng chỉ là một số những cái nguyên tắc cơ bản tôi cũng trao đổi và chia sẻ với các anh chị mà thôi. Cuối cùng thì chúng tôi rất mong là nhận được cái sự phản hồi, sự đóng góp, ý kiến của các bậc phụ huynh, các cái chuyên gia, rồi thì những người mà quan tâm đến chủ đề này, cho cái tài liệu này, cho cái video này, để giúp chúng tôi có thể bổ sung thêm những cái nội dung chất lượng, những cái nội dung mới, để có thể là tốt hơn, phù hợp hơn, đúng hơn, để chia sẻ với tất cả các anh chị, các gia đình, các bố mẹ và với xã hội, đóng góp vào một cái phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, an toàn hơn cho trẻ nhỏ và an tâm hơn cho gia đình. Cuối cùng thì nếu như có cái gì đó chưa hài lòng thì các anh chị có thể là bỏ qua hoặc là góp ý cho chúng tôi. Còn nếu mà video này thực sự giúp ích cho các anh chị rất nhiều thì hãy chia sẻ nó và hãy chia sẻ cho tất cả mọi người. Nên nhớ rằng bộ tài liệu này của chúng tôi gồm có video và cẩm nang ở trên kênh PA Marketing và website pamarketing.vn của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị rất nhiều và xin chúc các anh chị có những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.